Thank you.
quan vay bên nơi nhục công kinh mà say bàn áp chăng hạ phà gần đây lùng thiên nơi phá xa lỡ trong xám bị say tàu thì hạ phà tê liền pháp đạo độc đề lục bên thử na lưng bên cưng na mãi vận này lục yêu thiên nơi bên tầng nặng hỡi bên say con kheo thì giá trên không ngóc mà bàn chân càn khâu san mã kinh lô kêu nào được thử văn ma con nam nào cây cưng mình còn thứ sẽ còn nhiều ai còn hay cha thứ tha này thầy lục hiệu kính áo pháp kệ lo tèo lùng ban thận nó mừng mình cưng hòm bọc lo tèo ma phản kết khâu đang xếp càng khâu hồ sơ phản kết lùng con hiệu thùng ngân chế bằng lùng con nam trong tay kiếm quyết tâm đang trong tay kiếm sắc phát đại mi khang càng mi phép kiếm kế tà tham sao kiếm càng tham nữ con hiệu nhật ra băng băng con nam nhật băng nhị ra lục hiệu bó cấm cải qua hùng con nam bó cấm luôn qua tay sao lục hiệu kính cải đa xong con nam kính mở cả cửa pháp luôn mà đa còn đây do thổ ti mới văn rũ thổ po là đây chiếu à đây nhìn tiếng tinh quan cốc số thúc thạ khẩu thương lô bò già đây nhìn khi tiếng đàn năm dài văng vẳng binh quân khẩu tơi cùng na dọn thổ cùng mà khay tổ trong hang hô thổ ti mà khay ta hào trong bướm
11 giờ hôm qua mà. Hỏi ăn thơ công ông linh mân thổ tì à si khi văn con lô chính và ư tư thể à mi lục mình lục lớn mình bị lăng khẩu khuyên cao nên mình bị lăng khẩu hẳn chân sự mi khôn bốc khẩu này chân sự con sai mình khẩu tha đứ ôi ơ tư lớn mơ yên bằng cha tăng lúc bọ đầy bình an à. Bài cọc sơ lô kia mở khẩu xa tò mà còn nằm mở khẩu xét xét mở bốn góc nhà mở ba góc bếp. Ôi à ơn à, bốn góc nhà mở ba góc bếp vô phạm lăng văn và xả lăng mơ vẫn con. Con coi ao khen sơ mỡ lông dao khen mơ mà lông ngỏm bao lúc bao lan bao nam bao nữ ư tu lớn yên vàng cha tăng bình an à. À, thiên quái vào báo là vào giờ đó là vào giờ Tỵ nhá, giờ Tỵ tức là trong cái họ nhà mình ấy có người chết nước này đấy, bây giờ nó tìm đến nó đã đón lại đi lặng lẽ, còn có cái người làm cơm còn chưa được kịp ăn đi vắng ngắt không ai thấy mặt, tức là trong họ nhà mình cũng đầy chết nước á đó. Con chưa biết được đâu, con có cái người mấy chưa lâu đâu, bây giờ từ hai phía đó là có cái người chết đột tử, chết không được kêu không được gọi, chẳng được dặn dò ai, có vợ có con mà chẳng được dặn dò ai ý thế. Chắc chỉ nhớ là có một ông bác đi về du sang bị tai nạn. Nó về đấy, không phải ai cũng thấy, không phải năm nào cũng thấy, bằng này năm không thấy sao bây giờ mới thấy, bây giờ nó lại tìm về, không tin đâu, nhưng mà đây đại cáo nói đấy, về đến cửa thổ công này, không mở cửa vào, không được lên nhà to đâu, chỉ vào bếp thôi, không được lên nhà to bởi vì ông ấy chưa được chuộc. Bác ruột à? Vâng. Con không được vào nhà to nhá. Khi vào nhà bếp, đáng nhẽ là bên nhà vào nhà bếp ấy nó là anh ấy mà đạo trên thôi. Vâng. Bác là trên ông của anh trai của ông nội cháu. À, anh trai ông nội à? Chứ tưởng sao không chuộc nó về? Chuộc về để cách xương đi nó cho đón nó về, cho nó về tổ tiên cách đi. Bây giờ về đến nhà con này đấy, nhà con bởi gì là gì, con này mới ba người con của con, cái thằng thứ hai là về cái tháng đấy là gọi là lộ tử quan, rồi thằng này sẽ đi theo, quan trọng nhất là nhà con. Bây giờ là ông hợp về con đường đó gọi là lộ tử. Thế nào? Đợi được nào? Nhá. Còn con mấy thằng lớn mấy đứa út là vào một chữ hộ ngáo. Là bị đau. Hả? Là bị đau. Bị đau. Con năm nay con đau lần nào chưa? Chưa hả? Thật tí nhá. Có xem là tháng nào không á? Nếu mà con mà đã chính là con tháng 12 là chính là tháng Sửu.
thì xông vào cái tuổi đã là vào cái tháng đại xông của con. Bởi vì con là con trâu mà. Con trâu này á sinh về những cái mùa sinh. Con sinh lại sinh về tháng 9, tháng 9 là tháng con chó. Con chó với con trâu không trùng lập nhau mà chỉ cả tức là con mệnh con không thể cái đài cáo dựng đứng đây, thế là nó bị chết ở ngoài, thế là ngoảnh mặt ra. Nhưng bây giờ về mãi cũng tới rồi đấy. Đó. Chồng con 34 tuổi thì có hạn mất tiền mất của, còn con thì chính con là người năm nay là vừa vào cái năm đại hạn 39. Cho nên cái người, cái ông bác, cái người mà anh trai ấy, gọi là đạo trên ấy, thăm về đến nhà mình, không được vào cửa chính, xong chỉ đi qua bếp, xong có gì ăn thì ăn thôi. Đó, thế là bếp mình phạm, cũng mở cửa cho vào, được vào bếp thôi, không lên nhà to.